Ngồi ngồi. Chúc mừng. Hay quá. Quá trời mồ hôi luôn. Phải nằm trong bao, thấy ông ngoại nhập về. Nói là chị gặp người ta uống Tú á. Nghe hả? Ừ. Ôi trời ơi. Nghe nói ông cũng chị cũng nói ốc quá như em. Chị được bác Hồng trước. À, cha về nhập về cho mẹ là nói là gắn chị Tú đi, là gặp người cứu Tú. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Duyên Hải của tỉnh Trà Vinh. Ngày hôm nay thì có mặt ở tại nơi này để thông báo cho cô bác quý anh chị một tin vui về tình hình của bé Tú, một cô gái mắc căn bệnh lạ sau khi lấy chồng. Một tin vui đó là điều diệu kỳ đã thật sự đến với Tú cũng như là anh Thích. Và điều diệu kỳ đó như thế nào thì chiều chập tối như thế này Bùi Hồ muốn cập nhật thông tin liền cho cô bác quý anh chị xem luôn. Và mời cô bác quý anh chị cùng vô đây với Bùi Hồ ha. Chú dòm nó ở chứ. Con ngồi đi, con ngồi đi. Nó kêu chú lật lại gì đó, ngồi đi. Ờ, ngồi với con. Giỏi đi, giỏi đi. Là theo ý của nó. Chứ không phải theo ý mình điều khiển đâu. Rồi, ngồi vậy đi con. Rồi, ngồi cho anh coi. Ừ. Ồ, diệu kỳ trời. Ngồi vậy con. Ừ. Như vậy luôn. Vậy luôn luôn. Anh thích kêu đứng đi, đi vậy luôn, đi luôn nè. Ừ, ngồi lại đi, chú dòm. Sớm lắm, ngồi lại đi. Kéo tay lên. Lúc trước là khi mà ngồi được đó là phải chị dưới phải như lắm. Phải dịnh á, ngồi mới được. Ẩm kênh cứ ngắt là đâu có được đâu. Ngồi con ngồi đi, con ngồi đi con. Ngồi lên luôn, rút lên ngồi lên luôn, ngồi luôn, ngồi mẹ nè. Ngồi sau lưng mẹ nè. Quá nổi mồ hôi. Nó gồng. Mấy ngày trước nó không có đi được. Rồi ngồi qua bên nhẹ nhẹ nghe. Hay quá luôn kìa. Nhẹ qua mẹ nghe. Ngồi lên luôn con, ngồi lên mẹ nè, ngồi lên nè. Ngồi đi đừng có dòm. Nhẹ nghe. Nhẹ Tự nhiên bình thường đi. Ngồi nhẹ qua. Đừng nhìn mấy anh. Đừng có nhìn, con ngồi đàng hoàng, con đừng có nhìn. Ngồi đàng hoàng, đừng có nhìn lũi đâu. Nhìn đi đâu, nhìn gì? Nhìn đâu dữ vậy? Ngồi đàng hoàng, ngồi đừng nhìn nữa. Ngồi đừng có nhìn theo. Chạy qua đây. Ngồi đừng có nhìn con, ngồi qua. Ngồi. Ngồi nghe. Ngồi đi đừng có nhìn. Đúng rồi, con ngồi đi. Ngồi. Chúc mừng. Hay quá. Quá trời mồ hôi luôn. Chứ không có đi được. Mẹ lấy cái khăn lại mồ hôi. Ngồi đây mẹ nè. Có đi được luôn hả chị? Có. Đi bước, dắt á đi. À, dìu đi ha. Mẹ đi được mà quá im rồi. Nhưng mà cho nghĩ mệt xuống đây quá mệt rồi. Thôi không, vậy không. Dỡm gì mà dỡm, từ từ đó. Giỏi quá luôn rồi. Ta cố gắng mà. Ơi. Này lướng là bếp màu thật sự, lúc trước mà chỉ cần mà ngồi vậy thôi là chị một mình chị dứa là phải ẩm đi ẩm, phải đẩy rồi luôn á. Nó gượng hai vợ lại không à. Bây giờ ngồi mình lên à. Trời ơi, bao nhiêu ngày điều trị rồi chị? Ngày gầm 10-25 là nữa tháng 10 ngày hả? Hôm nay 26, 27, 28, 29, 1, bữa nay mùng 2, 16 ngày, 17 ngày. 10 nửa tháng rồi. Hơn nửa tháng. Ôi trời. Vui không? Đúng. Vui không con. Rồi, chị thông báo cho cô bác với chị biết về tình hình của Tú ơi, cũng như là em ở của nhà của mình, tại đang nhớ nhà dữ không? Lâu lắm rồi, không có đi xa. Qua 2 ngày sau, nó hết nhất nó rồi về, nó nói, con muốn về nhà. Cái nó khóc rồi về, cái chị nói cha mẹ ở đây chị bệnh con nhớ ai mà rồi về. Cái nằm hết khóc cái 2 ngày vậy đó. Bị gì đó hết nhất giò, hết nhất hết trơn rồi. Nó nghĩa là lúc trước là bị nhất. Cái rồi hết nhất nó nói là hết bệnh rồi đó. Rồi về. Cái chị nói con chưa biết ngồi, chưa biết đi mà sao mà về được. Thôi con ở lại chị bệnh đi. Cái nói gì là nó biết nó nghỉ khóc đó. Lúc đầu mà em hỏi thì chị, lúc đầu chị lên là chị có hy vọng gì về Tú ngồi được như thế này không? Chị cũng không hy vọng gì mấy, tại vì thấy nhiều người bệnh mà chị không hết đó, chị cũng không hy vọng gì mấy nữa. Lên đây cháu mới có mấy ngày, mới có mấy ngày gì
chưa đầy 10 ngày ở đầu em nó sổm nó ngồi rồi à. Cái ở đây mừng cười đó, cái đầu nó lặt, có chú nó là qua tắm bóp nó là lặt xuống không biết luôn, lặt cả ngồi gì biết gì đó. Là ngồi được là mấy ngày rồi chị? Ngồi hàm mừng lâu lâu rồi, ngồi biết gì đâu, để tới ngày là ngồi lâu rồi. Lúc mà được xong là chị gửi cho em đó đúng không? Đúng rồi à. Lặt lâu rồi, ngồi lâu rồi. Bây giờ ngồi không cần dựa chị dứa luôn kìa. Không, nó ngồi lên được mà. Ăn uống thì sao? Ăn nhiều lắm, mà sáng để nó nghe ăn hộp xôi mặn. Cái chị có chị lên đây mua, bữa nào chị có mua cho hộp xôi mặn hết trơn, ăn hết trơn luôn. Hộp bánh bánh mặn mà như bánh cọt mình đó nghe, mà như bánh đúc vậy đó, ăn hết luôn. Ăn thêm cái gì? Cơm dẹt nữa. Ăn được lắm. Dạ. Ăn được lắm. Vương ghê một. Anh thích ăn ngày. Anh thích á, anh ăn à. Thích lúc trước không nhiều lắm mà bây giờ. À anh thích ăn à. Anh thích. Từ lần đó anh chạy bộ lại anh. Ông tự đặt. Tôi đặt đi lại. Tôi đặt bức tường đó chạy bộ lại đây. Đi lại. Thôi chơi em. Ôi trời ơi kìa. Từ từ. Chạy luôn. Vui dở vui dở. Bây giờ mới mở mục đâu. Nói chạy thiệt luôn trời. Chạy thiệt cũng chạy mà. Mạnh khỏe. Mạnh khỏe luôn rồi. Rồi đàng hoàng ngồi xích lên chứ. Bây giờ từ đằng kia anh đi lại mà không lắc lư được không? Đâu đi lại. Đâu ông từ đắng đi lại từ đi đừng lắc lư đi. Ra lại đằng. Ờ mà đi đằng bức tường đi lại. Có một gì á? Nổi mục. À do nổi mục nên bị đau rồi. Chưa đi được. Vậy là mình mình có duyên lành mới gặp được thầy đó chứ không phải chuyện. Anh ăn ngày 4-5 cử. Vậy ăn hả? Được luôn à. Ăn được ngủ được, Tú ăn được luôn. Hay quá. Trời ơi mừng. Có muốn nằm hả? Có muốn nằm hả? À, muốn nằm hả? Muốn nằm hả? Có muốn nằm hả? Chú đâu làm bệnh đâu, đâu ngồi chơi chút đi. Mỏi là chắc Tú mỏi. Trời cũng hơn bé hơn mà, có chạy cho bé nằm. Thấy gối cho nó nằm không? Được. Dạy nó nằm là phải nghiêng xuống. Là nó nghiêng xuống đó, nghiêng xuống bên. Nào nằm thấy không? Ồ bà niệm cái tấm niệm kia nó đâu có, nó ngồi đau sưng cái lưng hết trơn vậy, bầm bầm theo sưng khu hết trơn vậy. Có chị thấy gì chị đi mua cho nó miếng niệm, mua cho nó miếng niệm này nè. Dạ mà mới mua nó sưng, nó sưng sống ngay chỗ để tỉ á, không thôi em biết ngồi lâu bị sưng, sưng sống đúng không, ngay chỗ được lấy tỉ em một lần á. Ờ. Rồi ngồi á, nó gượng ngồi, nó sưng. Có nghĩa là cái tỷ nó bị đau. Nó sưng to luôn, quá, nó sưng sưng sống. Có nghĩa là ngày xưa Tú nằm ở bệnh viện thì bác sĩ lấy tỷ để lấy tỷ, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ lấy nhiều quá nó bị ngồi á, vận động á nó sưng, nó bầm luôn. Nó bị bầm luôn. Đây cái này. Bây giờ cho tụi em biết là cái tình hình ăn uống sinh hoạt của mình như thế nào, tiền bạc thì còn không? Rồi không ngày sao? À, mua đồ lặt vặt, chỉ mua thuốc men em gì đó, rồi ăn uống thì mình đi chợ ơn. Ăn uống thì mình mượn chỗ nấu ở đây. Ờ mình ăn ngày còn tiền không? Còn cưng. Nhiêu chị? Nhiều còn cũng bổng. Bổng là nhiêu nói cho em biết rồi, cho mọi người mừng đi. Hôm trước là em nghe nói là khi mà em để số tài khoản điện thoại lên thì cũng có rất là nhiều người cô chú anh chị cho cũng được mấy triệu. Mấy triệu nữa hả? Cho mấy triệu. Chị em cho 100 có, 200 có, 300 có, 500 có. Có ai cho được vài triệu không? Không, không có ai cho được. À, có cái anh kia ở nước ngoài cho 100 đô. Dạ. Gửi bằng đường dây để tới đây luôn. À. Đem tiền tới đây. Dạ. Ừ. Ồ vậy là nói chung là tiền bạc bây giờ kinh tế là mình không có lo nữa đúng không? Còn tiền, chỉ còn tiền. Còn tiền ngày mai là tụi em sẽ trao cho chị thêm một số tiền cũng khá lớn. Ở đây nói ngay chị rồi ở đây bảnh lắm. Mình đi chợ mua gì ăn rồi nhiều khi luôn viên sổ nhà có tôm cá rồi có tôm rồi đó. Chị đó ăn nữa. Luôn nhà có. Tình giúp đỡ luôn. Được lắm. Không phải là giúp đỡ về bệnh, là giúp đỡ về món ăn luôn. Được đúng rồi. Còn gạo ở bảnh ở bên nhà ông thầy nấu cơm cho ăn. Còn chị đi chợ mua đồ nấu ăn không à. Mua đồ ăn không à. Là gạo ông thầy nấu cơm. Nấu cơm sẵn qua luôn. Chị bới qua luôn. Ôi trời ơi. Nó được lắm. Có khước lắm á. Có gửi đồ ăn á thì dắt sáng chị Tư mua ngày nào cũng hộp xôi chứ xôi mặn á. Cho ngày nào cũng hộp xôi. Còn gì bán vé số á. Vì bán vé số lại ngày nào cũng mua cho đồ ăn á. Mua một phần. Chị bán vé số ở đâu nữa? Vì bán vé số đâu gần gần đó mà. Gặp chị là thấy đi ăn sáng là mua cho Tú rồi. Mua 3 người hết luôn.
bán vé số mà mua cho chị hết luôn. Chị bán vé số nào tốt bụng như vậy. Nhiều khi vậy đó mua. Còn nhiều khi vậy nói với người khác mua gửi thì vậy đem lại. Ôi trời. Rồi mới lỡ bệnh mới nghỉ 2 ngày. Rồi chị mấy ngày nay chị chóng mặt bị rối loạn tình đình á, rồi đi chợ lên nhờ vợ của ông thầy đi chở chị đi chích. Nó bị say tròn. À, bị thức nhiều không báo nữa đó, nhiều khi không biết có bị gì mà nó say không, mà nó say tròn chị không thấy đường. À. Cái nhờ vợ ông thầy chở chị đi chích. Hôm nay em gặp được Tú ngồi được em nổi da gà luôn á. Chị không ngờ chị nói là như kiểu gia đình bên nội nó bị bệnh gì chị đi chị vậy á, chị gì á mà chị có không có hy vọng gì mấy. Chị nói thẳng là chị không hy vọng gì mấy đó. Cái chị nói đi thì đi chứ không có hy vọng gì mấy chứ, con mình bị vậy rồi lên thêm gia đình ổng bị gì đó. Rồi mà lên đây cháu mấy ngày nó trổm nó ngồi gì chị hết hồn luôn á. Nó ngồi gì? Ừ, hết rồi. Chị có khi nào chị nằm trên bao chị thấy là Tú có thể đi được? Bình thường họ lặn ở dưới nhà dưới là chị nằm bao thấy rồi đó. Thấy luôn hả? Thấy. Tú đi bình thường. Rồi Tú lên đây nè, ở cái bà ngoại nằm trên bao thấy ông ngoại nhập về. Nói là chị gặp người ta cứu Tú á. Nghe hả? Ôi trời ơi. Nghe nói ốc cũng. Chị còn nói ốc quá như thế em. Chị được bác hồng trước. Cha về nhập về cho mẹ là nói là gắn chị Tú đi là gặp người cứu Tú. Cho nên mẹ điện lên, mẹ không cho về, bác kêu ở lại không? Khuyên ở lại. Ở lại không mà. Dù không. Cho có khó khăn cỡ nào, nhớ nhà cỡ nào, mẹ kêu ở chị lại. Hãy cứ điều trị cho Tú hết bệnh. Còn về vấn đề mà tiền bạc kinh tế á, thì em sẽ tiếp tục để số điện thoại của chị cũng như là cái số tài khoản của chị lên để cho mọi người có thể biết. Có chị nha. Kia ở trên Sài Gòn, em, chứ không phải chị, như kiểu chị quen, kêu bằng chị, nhỏ tuổi hơn chị. Nói chị cố gắng chị Tú hết đi. Rồi em gái đó dẫn chị lên Sài Gòn lập nghiệp. Thấy tội nghiệp Tú quá à, gán chị cho em hết đi. Thấy tội nghiệp lắm, nhiều người điện nói với hỏi thăm chị. Có những cái khoảng thời gian mà chị phải bán nhà để mà lo cho Tú. Tuy nhiên đến thời điểm này thì được cộng đồng mạng quan tâm rất là nhiều về cái sức khỏe của Tú cũng như là tình hình điều trị. Mà không chỉ là quan tâm về sức khỏe mà thậm chí là mọi người cùng chung tay với nhau ủng hộ về vật chất nè, về tinh thần nè, về cơm nước cho chị. Thậm chí có những người khó khăn như chị bán vé số đó. Thì chị thấy bây giờ cái tình người đối với nhau nó như thế nào, chị có thể chia sẻ lại cho mọi người biết, có thể nhân chị thấy nhân như hồi đó thì chị nhà cửa bán nó mới hết rồi, giờ đâu có tiền, nhờ tiền là cô bác cho tiền chị bệnh cho bé Tú. Rồi nhiều khi mình không có ăn thì cơm nước có, sáng người ta đem đồ ăn sáng lại, mua là phải mua cho Tú đâu, mua cho chị hết trơn 3 phần, rồi chị bên đây mua riêng Tú là chạy ra ngày 4 phần đó, là cha con nó uống hết trơn, ăn hết trơn à, ăn được lắm em. Rồi nói ngay đi, nói ngay rồi cái chị kia cho gạo, hôm qua chồng chị hỏi còn gạo không, nó gửi bên kia nấu mà, tao hỏi là còn gạo không, ta đem gạo qua tao cho. Rồi nói điện ngay. Nước sao chị? Điện nước nữa chắc mình trả tiền, trả tiền. Không biết chị ba lấy không, chị cũng không biết nữa. Chắc mấy chị không lấy đâu, chắc thôi đợi đi. Còn thôi gia đình anh em. Thiệt, tôm, đồ, sẩu đó, rồi cho nhóc hết trơn. Tâm xuống tâm bạc đắng. Mẹ ơi, cha mẹ còn hơn chị em trong gia đình. Cũng một lần nữa thì các anh em cũng không có công bố số điện thoại của thầy lên, cũng như là chưa được công bố về cái danh tính của thầy. Cũng để cho thầy chuyên tâm điều trị cho Tú hết đi hẳn đi mọi người. Thì mọi người có duyên á, phải nói hữu duyên đến đâu á thì sẽ công bố số điện thoại lên. Đừng quên giờ, không nằm yên. Nhắm khi bệnh thì bệnh này riêng đúng không anh? Đừng nằm yên. Nằm yên ngon được. Cái nói cái gì mà đêm nay cho đồ ngày 2-3 ngày mới cho. À, bây giờ anh có lẽ là anh nói về cái tình hình sức khỏe của anh như thế nào? Bây giờ đi đứng chạy nhảy gì được chưa? Lớn bốc. Đi đứng gì nữa rồi? Cái miệng cũng bớt, ăn cũng bớt. Ăn được. Lúc trước ăn uống là nó bắt đầu đi đứng là nó nhục nhẹ. Mà bữa nay ông thầy ông bóng về mới sang cho con, bây giờ anh cũng đỡ đi đứng bị rồi sao bỏ giò xuống đừng con đừng quên giò để giò xuống để anh ngon nữa chứ ngon mà đây một ngày đó ăn hơn một tô cơ ăn mấy tô. Rồi thường giái mẹ quan âm thì sau này nếu như mà Tú hết bệnh thì sẽ sao? Đừng chúng anh chúng anh chúng mình đừng lạc, đừng lạc, khỏi lạc. Đừng lạc nằm lên có khỏe đi, đừng lạc. Nghe nào cũng rè đi cũng lạc.
đừng lạc con, đừng lạc mệt lắm. Được rồi, đừng ngồi nữa. Biết rồi, anh biết rồi, đừng ngồi, khỏi ngồi. Nghe nào cũng con hết là ngày nào cũng đúng trái cây. Chị có thầm nguyện là nếu như mà Tú hết bệnh thì chị sẽ như thế nào không? Chị với bé Tú hết bệnh thì lúc sau là trở về nhà là chị sẽ cúng con heo quay á. Cúng heo quay hả? Chị có giấy rồi. Anh là xuống tóc chứ chị không có xuống. Chị cúng như kiểu mình cúng cho ông nhà, ông cửa trong nhà mình đó. Rồi giá cho con mình vậy đó, là chị về chị cúng con heo quay. Ông bà đâu có đòi heo quay bự nhỏ, thì mình cúng có con heo quay. Chị giá rồi. Mấy ngày nay thì ở đây thì việc mà chăm sóc Tú là có khó khăn, có quậy quạng giống như lúc nhà dưới không chị? Không, ngủ ngon lắm, dắt lên đây còn ngủ trưa đó mà. Mấy ngày đầu á, đi. Ngủ ngon. Có cái la không? Không. Niệm hư á. Không à. Niệm hư. Có niệm hư, không có niệm la vậy lắm. Ngày thầy bấm cho nó Tú mấy lần? Ba lần. Bấm sáng trưa chiều, bấm cho màu. Cái lưỡi của nó ha, nó nói chuyện với cái lưỡi nó không được, không còn cứng như một lần có một bên đây. Nó nói mà gõ lắm, tại vì nó không còn đớ như một lần. Nó mềm lưỡi lại. Con lấy cha đi. Con nói đi cha. Cha. Là lúc cha. 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 Biết rồi, các lưỡi nó đỡ biết rồi. Nói nhiều hơn nữa. Cái lưỡi nó đỡ. Sau này mà Tú mà múc cơm ăn được một cái là khỏe nữa. Tú múc cơm ăn là cỡ Tú khỏe đó. Dạ. Tú khỏe thì cứ luôn đó. Mình sao bữa không nhớ tôi đi mấy con đừng có liền cái giò, con để giò ngay ngắn là con đừng có liền. Tối là không có la nữa, chị vẫn lặng cái gì. Mùa tối là ôm mẹ ngủ. Đạt, tại buổi hồ cũng chưa gửi cái thức phim mà Tú đặt được cho Đạt. Thì lần đầu tiên mà Đạt cái ngủ đặt cảm giác như thế nào? Ôm mẹ. Đó là cái điều lúc trước thì thầy cũng nói đó, thì do thầy quay. Cái sức của thầy làm là 30%. Còn cái sự cố gắng của Tú thì 50%, còn 20% là do cái duyên của thầy làm cho Tú những bài học đó thì hết. Thì hôm nay đến đây thấy Tú lật được thì anh em cũng khá là mừng luôn. Còn Út Đồng Tháp thôi để Tú ngồi được. Thì đối với Út thì là một điều khá kỳ diệu luôn. Bất ngờ. Đầy bất ngờ. Bất ngờ. Nhiều khi em xuống đây thấy bé Tú gọi là bất ngờ không? Bất ngờ mà em vẫn ốc luôn á chị. Bất ngờ chị còn nổi ốc mấy chị nữa em. Nó ngồi vậy hết hồn, nó ngồi lên vậy lắm. Nó ngồi là nó ngồi ấy luôn, nó ngồi thẳng luôn cho thầy làm luôn mà không ai dịnh nó vậy á. Theo một số nghiên cứu khoa học của thế giới mà từ cô My ở Mỹ gửi cho em, thì Tú mắc một cái căn bệnh có tên là Parkinson. Đúng rồi. Là bệnh rất là hiếm gặp ở trên thế giới. Nhưng mà nếu thầy bấm được là phải nói là thầy đây là một điều diệu kỳ luôn. Bác sĩ gần nhà chị với cũng nói là Tú bệnh đó. Là chưa có thuốc đặc trị gì hết. Bác sĩ nói mà bệnh là bác sĩ chưa có thuốc đặc trị gì hết mà nhà khoa học gì nghiên cứu gì mà chưa có thuốc đó. Bác sĩ nói bác cắt nghĩa chị nghe luôn mà nhiều bác sĩ cắt nghĩa chị nghe. Dạ. Mà ông thầy nó không bấm Tú ngồi được là diệu kỳ. Hay luôn. Mày được buồn khỏe. Chị tính đi về, hồi tuần rồi là chị tính đi về đó. Cái thấy bé Tú ngồi vậy rồi, cái chị tính đi về với hút thuốc uống. Cái qua bảnh em kêu ông thầy qua bảnh thôi. Chị đừng có qua cầu xa, chị ẩm Tú, chị mệt á. Thôi chị qua nhà em bảnh đi rồi em đòi gáp giường chị nữa đó. Gáp giường cho ngủ rồi đó. Mà chị không cho đó. Nếu như mà chị đi về là em giận chị á. Gáp giường đó, khiên giường ra rửa gáp ở trường, hay được lắm. Gáp giường cho anh nằm trên giường chứ đừng có đau con mình. Ở lại. Tụi em đã đồng hành với chị. Thì có gì chị cứ cho tụi em hay. Tụi em cố gắng hỗ trợ, đừng bao giờ bỏ cuộc nha chị. Thì có, đó. Có một cái tia hy vọng nào thì cố gắng trị cho. Ông thầy cũng nói thôi chị cứ ở lại chị bé Tú đi. Cầu bên đây hơi xa, qua bển em gáp ở giường ở ngoài khúc ngoài sau mà nhà sau bển em thấy rõ ràng gần cầu đó. Thấy thôi ở đây lỡ ở đây thôi giờ qua giờ lại thôi mất công chở luôn. Cái nói thôi ở đi chị cho bé Tú đi
chứ bây giờ nó có tiến triển gì đó. Rồi về không, rồi làm không giả chàng vậy thôi, ở lại em bánh thầy không, thầy đâu cho gì về. Không có dấu hiệu bớt rồi. Đúng rồi. Không thầy không cho về. Có chị kia vợ cái gửi cái cũ mà cái cũ gì đó chống giật đó, gửi từ đâu qua đây luôn á, lần gửi về dưới. Cái chị chôn cái đất này. Bây giờ gửi tới lên đây luôn. Cô My ở Mỹ cũng gửi cho chị cái đồ mà dán vô để sơn giống như xung điện cho bé Tú vậy đó. Ngày trưa mới gửi vào ngày hôm nay thôi. Khi nào có thì em sẽ gửi cho chị. Dưới nó ngủ nó bớt giật, nó bớt đồ nhiều lắm, nó bớt nhiều lắm. Nó bớt nhiều lắm. Bớt rất nhiều, phải không? Ngồi gì ăn cái nó chua đít, bữa đó ngày đầu tiên làm nó chua đít, nó ngồi mặt cười ai cũng cười. Dạ. Vòng vòng đây mấy chị vòng vòng đây mua coi đó. Thôi thì ngày hôm nay thì tụi em đến đây cũng hơi muộn. Và cũng gặp Tú như thế này là một niềm vui cuối ngày rồi. Thì chị cố gắng để mà ở đây để mà điều trị cho Tú. Còn bây giờ thì chắc tụi em sẽ dành lại cái không gian riêng tư cho gia đình của mình sinh hoạt. Dạ, chị cảm ơn. Ngày nay thì tụi em sẽ ghé lại cũng như là trao tiền cho Mạnh Thương Quân cho mình ha. Chị cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video tiếp sau ạ. Dạ.